Chị Jen, vâng, xin chào anh em. Một sản phẩm khá là độc đáo mình muốn giới thiệu tới anh em trong video này đó là cái kính. Nhưng mà không phải kính bình thường anh em hay đeo, kính râm. Cái kính này nó có nhiều màu, nhiều kiểu khác nhau nhé. Nó sẽ có Bluetooth và nó phát nhạc các kiểu con là điểm. Nghe nào, sau đây là bài đánh giá chi tiết. Chúng ta sẽ có một sản phẩm này thì nó có mấy màu thì mình chọn màu đỏ. Đỏ cho nó nam tính, cho nó mạnh mẽ. True Wireless Bluetooth Sunglass với kính râm. Anh em sẽ đọc cái hãng này là Liku nhá. Nguyên siêu này. Đó, xung quanh hộp đây. Parameter version 5.0 6 ohm 0.5W, 2 x 0.3W, loa ngoài được khoảng 1W. Đấy, 5V 1A sạc, vài thông số các công ty địa chỉ, tên sản phẩm vân vân mây mây. Kính này đang bán khoảng hơn 400, mình sẽ để link cho anh em trong bio. Còn ai xem YouTube thì link ở dưới nhá, ở mô tả. Ok, rồi chúng ta sẽ có hộp luôn. Để xem một người cận nặng như mình khoảng 5 độ như này thì đeo kính này có ok không? Sách giới thiệu có cả hai ngôn ngữ. Chi tiết đây, những cái nút này, những tính năng này, sạc sủng này. Đây là cáp sạc và micro USB nha anh em, khả năng tiếc không được Type-C. Chúng ta sẽ được tặng hộp kính nữa này. Cái hộp nhựa trong suốt thôi. Hộp này thì không có gì đặc biệt. Đấy, và có cả khăn lau kính nữa. Khăn lau kính màu lông chuột. Ở dưới này có cái lớp đệm mút xốp, đóng khá là chắc chắn. Kính của chúng ta đây. Wow, nhìn nó màu mè thực sự. Có mắt kính đỏ anh em. Nó có những cái màu khác, ánh tím rồi hồng các kiểu nữa. Gọng thì gọng nhựa, giống những cái kính khác nhưng mà nó khác ở đây là cái gọng của nó dày hơn này, khá là nhiều so với kính thường. Đây, kính cận của mình đây, gấp 3 so với gọng của mình. Kính cận này, kính cận của mình còn hơn 1 triệu. Cả mắt kính nữa là hơn 1 triệu, trồng vàng xanh xanh. Đấy, đắt hơn cả kính này. Và đây là kính râm, cộng phải này có logo này, cổng sạc micro USB. Cùng với cái nút, cái nút này bấm nhẹ này anh em, nhẹ nữa, rất là nhẹ luôn. Này, có cái lỗ đây chắc là mic. Bên trong logo Liku này. Gọng bên trái thì hoàn toàn không có gì. À, có mic ở dưới này, chắc là 2 mic. Khá tinh tế là ở đây có cái bịt ốc này, màu vàng. Trọng lượng thì mình thấy nhẹ, cầm lên rất là nhẹ nhá, trọng lượng 32g. Nếu mà đi ngoài đường nhìn như này thì cũng không biết được kính này là kính Bluetooth phát nhạc nhá. Bật lên, chắc giữ chặt. À, có chữ power on anh em ạ. Cũng nghe được, không phải là to lắm. Đây, Liku C8. Cái này thì anh em chắc không nghe được cái tiếng đâu, mình nghe được cái tiếng báo đã kết nối đây. Mời anh em thưởng thức. Max volume hết cỡ. Thì nói chung là anh em để ngoài như này thì anh em nghe nhỏ. Đấy, còn anh em mà đeo lên tai thì nghe tương đối nhanh anh em. Và anh em để ý đây. Đấy, chúng ta đeo vào này. Bình thường này đúng không? Đeo vào này. Đó thì nó sẽ có những cái màu óng ánh kiểu bảy sắc cầu vồng luôn. Tất nhiên kính râm thì không cần giới thiệu, đeo vào ngoài nắng thì nó chống chói thôi. Cảm ứng nhanh anh em. Đấy, chạm một lần này để tăng âm lượng. Ngoài ra thì có cả Siri nữa. Bấm nút nguồn một lần này để power này, bấm tiếp nút nguồn này là bật này. Bấm nháy hai lần này. Siri này. Hello. Lưu ý đây là loa nhá. Hai lỗ này là lỗ loa bình thường này. Và khi đeo kính, mình đánh giá về cái độ râm của cái kính này thì nó không tối lắm. Nó không tối hẳn, không tối lắm như những cái kính râm bình thường mà mình đã đeo. Nó tương đối thôi. Cái cảm giác chất lượng nhựa của họ với cả cái mắt kính khá là ngon nhá. Mặc dù chỉ hơn 400 thôi. Anh em sẽ thắc mắc là mua kính này làm gì? Không nghe loa ngoài của điện thoại, đúng không? Thì ví dụ chúng ta đi đường, muốn nghe nhận cuộc gọi ấy mà không muốn đeo tai nghe, không muốn lôi điện thoại ra nghe thì chúng ta bấm nghe gọi luôn trực tiếp trên này. Rất là tiện, đặc biệt cho anh em kiểu Grab. Đấy, sạc 1,5 tiếng thôi. Đấy, hay là chúng ta đạp xe đạp để nghe, chơi game cũng có thể nghe. Đi du lịch hay là chạy bộ gì đấy, chạy bộ đeo kính nhá. Tại vì cái kính này còn có nhiều phiên bản, nhiều màu, màu xanh, màu đỏ hoặc là kính không độ, kính màu trắng luôn. Vừa chạy bộ vừa đeo vừa nghe nhạc. Nói chung là đeo nghe nhạc rảnh tai.
Chất âm thì mình thấy bình thường, đeo vào chỉnh bass volume lên thì nghe tương đối thôi. Bass cũng có nhưng mà trung bình thôi, tại vì nó không to quá nên bass mid-chest nó cũng không thể hiện được rõ nhiều. Ok, tổng kết sản phẩm mình thấy hoàn thiện, ngon, chất lượng nhựa cũng ổn, mắt kính ok, 4 sao trên 5 sao. Rồi, đeo kính lại trông cũng bao ngầu luôn anh em. Hay đi ra ngoài đường combo kính dâm khẩu trang này, cái này mình nghĩ là rất phù hợp cho các chị em luôn. Nhìn đậm chất ninja lit, cái trọng lượng nó nhẹ nên cảm giác đeo nó cũng nhẹ luôn. Và nhìn nó phong cách ấy. Thời trang gọng kính kia đeo lên mình thấy nó cũng không to lắm, nó cũng giống cái kính dâm mình đang đeo. Đây em có thể thấy phản chiếu này, kết ở cái kính này là nó có cái cảm ứng ở chỗ này. Vâng, mình vừa test thử mấy bản nhạc khác thì khá là to. Test những cái bản nhạc sàn, nhạc EDM hay những bản nhạc bình thường khác thì to. Tại vì hai cái loa nó ở đây nó áp vào tai nên nghe nó sẽ rất là to. Đấy, nghe trong nhà thì anh em hoàn toàn nghe được, nhưng mà nếu mà anh em nghe ngoài đường ấy, đi gió nó sẽ bị ù thì nghe nó không được to lắm. Sẽ có cái đèn LED, đèn LED nó nhấp nháy chỗ này. Và con này sẽ có chống lóa anh em. Đây, test này, nghiêng này, đó, đen đúng không? Đó, nghiêng 60 độ nó sẽ đen ở mắt kính. Có chống lóa. Đấy, chống lóa ok. Ổn đúng không? Đèn này mình vừa chiếu vào mắt, đóng hết cả mắt luôn. Alo, 1, 2, 3, 4. Alo, 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 1, 2, 3, 4. Đó, nghe gọi khá ok nhá. Nghe to rõ, mic ổn luôn. Không bị rè, không bị tạp âm. Có hiện phần trăm pin nhá, rất là tiện luôn. Xem khi nào cần sạc. Rồi thì mình thấy nếu mà mình cận 5 độ này thì đeo kính dâm thì tất nhiên là khá là khó khăn. Phải dùng những cái loại kính mà tròng vừa dâm vừa cận. Để đeo này để kiểu như đi du lịch hay là đi bộ thôi, hay gì đấy thôi, chứ đeo mà để đi xe máy thì khá là nguy hiểm. Tại vì mình cận khá nặng 5 độ mà. Thì nói chung là chống chỉ định anh em cận nặng nhá. Trời nắng đổi màu này anh em. Ra trời nắng đổi màu rõ nhất luôn. Bình thường này. Và đeo kính vào. Đó, bình thường. Đeo kính. Không đen hẳn đúng không? Mặt trời đây đang bị mây che nhá anh em. Đó, bắt đầu mây qua rồi. Đeo kính này vào này. Đó. Đây, chói luôn. Đây, mặt trời đây anh em. Đó. Nó đỡ hơn rồi. Đây. Đấy, nó đỡ chói hơn. Nó đỡ chói hơn một chút. Vẫn hơi nhìn được mặt trời. Lưu ý là cái mắt kính này anh em hoàn toàn thay được nhá. Đấy, giữ lại gọng kính, thay mắt nào cũng được, mắt kính cận, mắt kính dâm màu, đổi màu khác tùy, khá đáng tiền nhá.